đông lạnh anh. Anh ơi, nhà mình 310 sạc máy cho anh. Sạc 35 giờ rồi, rồi. Anh chuẩn bị ra ngoài trước nhận hàng cho em nha. 35 đúng không chị? Ba thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Công việc chính của em trước khi mà em vào shipper này là em quay phim chụp hình. Em tham gia cái tổ shipper tình nguyện này từ ngày 23 tháng 8. Một ngày nếu như mà em gắng chạy hết tốc lực thì khoảng 60 tới 70 đơn. Người dân sẽ có những người họ đặt từ online qua bên Bắc Hóa Xanh, sẽ có những người là tổ trưởng cầm giấy đi mua. Lên đơn xong thì bắt đầu gọi điện cho bên phường, bên tổ của shipper tụi em, thì tụi em sẽ qua lấy đơn và giao đi. Thì cứ có bao nhiêu là tụi em sẽ chạy mất tốc lực hết bấy nhiêu. Có nghĩa là ra đơn liên tục thì sẽ chạy hết liên tục trong một ngày. Nếu mà những khu phong tỏa thì nó sẽ có chốt trực. Chốt trực thì em sẽ gửi ngay chốt và bên đó sẽ có tổ Covid cộng đồng. Họ sẽ có cách họ đưa cho người bên trong khu phong tỏa. Có vài đơn bị bơm chẳng hạn như là họ không biết phải đặt hàng như thế nào. Có người ở nhà thì họ lại đặt online. Xong một người khác thì lại ghi giấy lại đưa cho tổ trưởng đi. Thế là thành hai đơn. Xong giao tới thì người ta không nhận. Người ta bảo là người ta nhận, người ta đã đặt trước đó rồi. Ấy thành ra những cái hơn đó sẽ phải trả về. Đó, cửa to giùm em á. Thành viên của nhóm là bao gồm 6 người, bao gồm 4 bạn dân quân thường trực và 2 bạn đoàn viên thanh niên tình nguyện. Khi hàng về là sẽ có một cái group Zalo sẽ thông báo lên trên đó là các Bách Hóa Xanh hoặc Cấp Phước nào có hàng sẽ di chuyển xuống cho người dân nhanh nhất có thể. Này bác đẩy bên tổ Covid.